60. Phẩm tăng thượng mạn. Bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát cho đến trong mộng, cũng chẳng ưa muốn ngợi khen thanh văn và bậc độc giác, đối pháp tam giới cũng chẳng khởi tâm ưa muốn ngợi khen, thường quán các pháp như mộng, như vang, như tượng, như huyễn, như ánh nắng, như bóng sáng, như việc biến hóa, như thành tầm hương, dù quán sát như thế mà chẳng chứng thật tế, phải biết Bồ Tát này có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát mộng thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác, có vô lượng trăm ngàn trăm ước muôn ước chúng cung kính vây quanh, mà vì thuyết pháp đã nghe pháp rồi khéo hiểu nghĩa thú, đã hiểu nghĩa thú rồi tinh tiến tu hành pháp tùy pháp hành và hòa kính hành cùng tùy pháp hành, phải biết Bồ Tát này có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát mộng thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác, đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 tùy hảo viên mãn trang nghiêm, thường quang một tầm soi sáng chung quanh, cùng vô lượng chúng bay vọt hư không, hiện đại thần thông, thuyết tránh pháp yếu, hóa làm hóa sự, khiến qua phương khác vô biên cõi Phật, thi các Phật sự. Phải biết, Bồ Tát Ma Ha Tát này có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát mộng thấy cuồng tặc phá hoại thôn thành, hoặc thấy lửa khởi đốt cháy xóm làng, hoặc thấy sư tử hổ lang thú dữ rắn độc giết áp muốn đến hại thân, hoặc thấy oan gia muốn chém nơi đầu, hoặc thấy cha mẹ anh em chị em vợ con bạn thân sắp đến mạng chung, hoặc thấy tự thân lạnh nóng đói khát và những việc khổ khác làm bức não, thấy việc đáng sợ hãi như thế, thảy chẳng kinh chẳng sợ cũng chẳng buồn rầu, từ mộng tỉnh rồi tác suy nghĩ được. Tam giới phi nhân đều như mộng thấy, khi ta chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ vì hữu tình thuyết pháp tam giới, tất cả hư dối đều như cảnh mộng khiến các hữu tình chẳng sanh chấp trước, phải biết Bồ Tát này có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát cho đến trong mộng thấy có địa ngục bàng sanh quỷ giới các loại hữu tình, bèn khởi nghĩ này, ta phải tinh siêng tu hạnh Bồ Tát mau tới vô thượng chánh đẳng bồ đề, trong cõi Phật ta không có danh địa ngục bàng sanh quỷ giới ác thú, từ mộng tỉnh rồi cũng khởi nghĩ đây. Thiện hiện, phải biết Bồ Tát Ma Ha Tát này khi sẽ làm Phật, trong cõi Phật kia định không ác thú, sở dĩ vì sao hoặc mộng hoặc giác các pháp không hai, không hai phần vậy, phải biết Bồ Tát này có tướng bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát trong mộng thấy cháy thành ấp xóm làng, bèn phát thệ nguyện, nếu ta đã nhận ký bất thối chuyển sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện lửa giữ đây tức thì tắt gấp biến thành mát mẻ. Nếu Bồ Tát này tác nguyện đây rồi, lửa thấy trong mộng, tức thì tắt lẹ, phải biết đã được ký bất thối chuyển. Nếu Bồ Tát này tác nguyện đây rồi, mà lửa trong mộng chẳng tắt gấp, phải biết chưa được ký bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi giác, hiện thấy lửa dữ bỗng khởi đốt các thành ấp hoặc đốt xóm làng, bèn khởi nghĩ này, ta ở trong mộng hoặc ở lúc tỉnh, tưởng thấy tự có tướng bất thối chuyển, chưa xác thật hư, nếu ta đã thấy là thật có ấy, nguyện lửa giữ đây tức thì tắt gấp biến thành mát mẻ. Nếu Bồ Tát đây tác thệ nguyện này, phát lời chắc thật, lửa giữ bấy giờ tức thì tắt lẹ, phải biết đã được ký bất thối chuyển. Nếu Bồ Tát đây tác thệ nguyện này, phát lời chắc thật, lửa chẳng tắt liền, phải biết chưa được ký bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi giác thấy lửa cháy các thành ấp hoặc cháy xóm làng, bèn khởi nghĩ này, ta ở trong mộng hoặc ở lúc tỉnh từng thấy tự có tướng bất thối chuyển, nếu ta đã định là thật có tất được vô thượng chánh đẳng bồ đề, nguyện lửa giữ đây tức thì tất gấp biến thành mát mẻ. Bồ Tát Ma Ha Tát này phát lời thệ nguyện đây chắc thật rồi, bấy giờ lửa giữ chẳng vì tắt lẹ, đốt cháy một nhà, vượt bỏ một xóm, lại đốt xóm nữa, lần nữa như thế, lửa ấy mới tắt. Bồ Tát Ma Ha Tát này nên tự biết rõ quyết định đã được ký bất thối chuyển, nhưng những thứ bị cháy ấy bởi hữu tình kia đã tạo tác tăng trưởng nghiệp phá hoại chánh pháp, kia khởi nghiệp đây, trước đọa ác thú trong vô lượng kiếp chịu quả khổ chính, nay sanh nhân thú chịu dư ương kia,
hoặc do nghiệp đây sẽ đọa ác thú trải vô lượng kiếp, chịu quả khổ chính, nay ở nhân thú trước hiện chính tai ương. Lại nữa thiện hiện, nương trước đã nói các thứ nhân duyên biết là Bồ Tát Ma Ha Tát bất thối chuyển, còn có chọn nên các hành trạng tướng khác biết là Bồ Tát Ma Ha Tát bất thối chuyển, ta sẽ vì ngươi phân biệt giải nói, ngươi nên lóng nghe, rất khéo suy nghĩ. Thiện hiện thưa rằng, cúi xin vì nói. Phật bảo, thiện hiện nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thế có nam tử hoặc có nữ nhân, hiện bị phi nhân ám bắt chịu các khổ não, chẳng nới khỏi được. Bèn khỏi nghĩ này, nếu các Như Lai ứng chánh đẳng giác biết tôi đã được ý muốn thanh tịnh, cho tôi ký bất thối chuyển vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu tôi lâu phát tác ý thanh tịnh cầu chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, xa lìa tác ý thanh văn độc giác, chẳng đem tác ý thanh văn độc giác cầu chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu đời sau tôi chắc được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cùng đời vị lai lợi ích an vui các loại hữu tình. Nếu mười phương cõi hiện tại thật có vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết vi diệu pháp lợi ích hữu tình, các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia không chỗ chẳng thấy, không chỗ chẳng biết, không chỗ chẳng hiểu, không chỗ chẳng chứng, hiện biết thấy giác tất cả hữu tình ý muốn sai khác, xin đủ soi xét chỗ nghĩ tâm tôi là lời chắc thật. Nếu tôi thật năng tu hạnh Bồ Tát, chắc được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu vớt hữu tình khổ sanh tử ấy, nguyện nam tử này hoặc nữ nhân đây chẳng bị phi nhân làm dối khổ kia theo lời tôi tức tốc bỏ đi. Bồ Tát Ma Ha Tát này khi khởi lời đây, nếu phi nhân kia chẳng vì bỏ đi, phải biết chưa được ký bất thối chuyển. Bồ Tát Ma Ha Tát này khi khởi lời đây, nếu phi nhân kia tức tốc bỏ đi, phải biết đã được ký bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, có Bồ Tát Ma Ha Tát chưa khéo tu học bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chưa khéo an trụ nội không cho đến vô tánh tự tánh không, chưa khéo an trụ chân như cho đến bất tư nghỉ giới, chưa khéo an trụ khổ tập diệt đạo thánh đế, chưa khéo tu học bốn niệm trụ cho đến tám thánh đạo chi, chưa khéo tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, chưa khéo tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ, chưa khéo tu học không vô tướng vô nguyện giải thoát môn, chưa khéo tu học đà la ni môn, tam ma địa môn, chưa vào Bồ Tát chánh tánh ly sanh, chưa đủ tu tập tất cả Phật pháp, xa lìa Bồ Tát phương tiện khéo léo, chưa khỏi bị ác ma làm rối loạn, đối các ma chưa năng giác biết, chẳng tự độ lượng căn lành nhiều ít, học các Bồ Tát phát lời chắc thật, bèn bị ác ma dối gạt. Bồ Tát Ma Ha Tát này, thấy có nam tử hoặc có nữ nhân bị phi nhân ám bắt chịu các khổ não, chẳng ra khỏi được, liền bèn khinh vội phát lời thành thật rằng, nếu tôi đã từ quá khứ chư Phật được nhận ký bất thối chuyển vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thời cho nam tử này hoặc nữ nhân đây chẳng bị phi nhân làm dối hại, kia theo lời tôi phải mau bỏ đi. Bồ Tát Ma Ha Tát này khởi lời đây rồi, bấy giờ ác ma muốn dối gạt, nên liền bèn xua đuổi phi nhân kiến đi. Sở dĩ vì sao? Vì thế lực ác ma thắng hơn phi nhân kia, vậy nên phi nhân chịu ma giáo, sắc tức tốc bỏ đi. Bồ Tát Ma Ha Tát thấy việc đây rồi, vui mừng nhảy nhót, khởi nghĩ này rằng, phi nhân này bỏ là oai lực ta, sở dĩ vì sao, phi nhân theo ta đã phát thệ nguyện tức tốc buông thầy, nam tử nữ nhân đây, không duyên cớ nào khác. Bồ Tát Ma Ha Tát này, chẳng năng giác biết, ác ma đã làm, bảo là sức mình, vọng sanh vui mừng, cậy đây coi nhẹ các Bồ Tát khác, nói, ta đã từ quá khứ chư Phật, được nhận ký bất thối chuyển vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sở phát thệ nguyện đều chẳng luống uổng. Các ngươi chưa nhờ chư Phật trao ký, chẳng nên học ta phát lời thành thật, giả sử có cầu mong, tất luống không kết quả. Bồ Tát Ma Ha Tát này khinh chê mắng hủy các Bồ Tát, nên vọng ỷ chút giỏi dối các công đức sanh trưởng lắm nhiều thứ tăng thượng mạng, nên ra địa vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng năng chứng được nhất thiết chí trí. Bồ Tát Ma Ha Tát này vì không sức phương tiện khéo léo, nên sanh trưởng nhiều loại tăng thượng mạng, nên khinh dễ hủy mắng các Bồ Tát vậy, dù siêng tinh tiến mà rơi thanh văn hoặc bậc độc giác.
Bồ Tát Ma Ha Tát này, vì bạc phước đức nên sở tác thiện nghiệp, phát lời thành thật đều khởi ma sự. Bồ Tát Ma Ha Tát này chẳng năng gần gũi cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen các thiện tri thức, chẳng năng thỉnh hỏi các Bồ Tát được tướng bất thối chuyển, chẳng năng chịu hỏi sở tác sự nghiệp của các ác ma quân. Do đấy bị ma buộc lại càng bền chắc hơn. Sở dĩ vì sao Bồ Tát Ma Ha Tát này chưa lâu tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tịnh ngự, bát nhã ba la mật đa, cho đến vì xa lìa phương tiện khéo léo nên bị ác ma làm dối gạt. Vậy nên thiện hiện các Bồ Tát Ma Ha Tát cần khéo giác biết việc các ác ma, chẳng nên vọng khởi tâm tăng thượng mạng, lui mất sở cầu vô thượng Phật quả. Hết quyển thứ 452.